Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4 trang 83 nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ học về bài điện tập. Trước hết là câu số 1 đặc tính và tính. Câu A là 855 chia cho 4 lần. Giờ mình sẽ thực hiện phép chia đặc tính như thế này, giờ mình tính bình thường nhé. Trước hết mình sẽ lấy 85 chia cho 45 thì sẽ được 1, đúng không? 1 nhân cho 45 thì sẽ bằng 45 thôi. Giờ sau đó mình sẽ thực hiện phép trừ chỗ này. 5 trừ 5 bằng 0. 8 trừ 4 cộng 4. Như vậy kết quả phép trừ sẽ là 40. Hạ số 5 xuống mình sẽ được là 405. 405 chia cho 45 thì khoảng là 9, đúng không? 9 nhân 4 là 36. Như vậy mình sẽ lấy 9 nhân cho 45. Như vậy 9 nhân cho 5 là 45, viết 5 như 4. 9 nhân 4 bằng 6 với 4 là 40. Như vậy kết quả phép nhân lên sẽ là 405. Giờ mình sẽ lấy 405 trừ 405 sẽ là hết, đúng không? Có nghĩa là bằng 0 chỗ này. Giờ như vậy kết quả phép chia sẽ là 19. Giờ mình sẽ ghi kết quả phía dưới đây. 855 chia cho 45 thì sẽ bằng 19. Và chia hết không có dư, đúng không? Giờ tiếp theo là 579 chia cho 36. Giờ mình sẽ đặt tính như thế này, giờ mình tính bình thường, đúng không? Chứ hết mình sẽ lấy 57 chia cho 36 thì sẽ được 1, đúng không? 1 nhân cho 36 thì bằng 36. Giờ mình sẽ lấy 57 trừ 36. Giờ 7 trừ 6 được 1. 5 trừ 3 được 2. Giờ mình sẽ 57 trừ 36 sẽ được là 21. Hạ số 9 xuống mình sẽ được là 219. 219 mà chia cho 36 thì khoảng là 6, đúng không? Vì 7 x 3 là 21, 6 x 3 là 18, như mình sẽ lấy 6 nha. Mình sẽ nhân lên, 6 x 6 là 36, với 6 nhớ 3. 6 x 3 18 với 3 là 21, như vậy kết quả nhân lên sẽ là 216, đúng không? Giờ mình sẽ lấy 219 trừ cho 216 nha. Như vậy là 9 trừ 6 còn 3, đúng không? 21 trừ 21 thôi. Như vậy là kết quả phép chia đây sẽ là như 3. Hương sẽ là 16 và như 3 nha. Giờ mình ghi kết quả phía đây. 579 chia cho 36 thì sẽ bằng 16 và như 3. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B luôn nha. Đúng không nào? Giờ tiếp theo câu B, 9009 chia cho 37. Giờ mình sẽ đặt tính như mình tính bình thường, chứ không? Chứ không mình sẽ lấy 90 mà chia cho 33 thì sẽ được 2, đúng không? 2 nhân cho 33 thì sẽ được là 66. Mình sẽ lấy 90 trừ 66. Rồi 90 trừ 66 thì bằng bao nhiêu nè? Ở đây 0 trừ 6 không được, mình lấy 10 trừ 6 được 4, viết 4 với 1. 6 này thêm 1 là 7, 9 trừ 7 được 2, như vậy kết quả phép trừ sẽ là 24, đúng không? Giờ mình sẽ hạ số 0 xuống, mình sẽ được là 240. 240 mà chia cho 33 thì sẽ được 7, đúng không? Không phải bằng 8, đúng không? 18 x 3 là 24 nè. Như mình chỉ có thể lấy số 7 thôi. 7 nhân, mình sẽ nhân lên nha. 7 x 33. 7 x 3 là 21 với 1 nhé ha. 7 x 3 là 21 với 2 là 23. Như vậy kết quả phép nhân lên sẽ là 231, đúng không? Mình sẽ lấy 231, 240 trừ cho 231. Giờ mình thực hiện phép trừ chỗ này sẽ là bằng 9, đúng không? Giờ hạ số 9 xuống mình sẽ chia tiếp. 99 chia cho 33 thì chắc chắn bằng được 3. 3 nhân cho 33 thì sẽ là 99. 99 trừ 99 thì hết bằng 0, đúng không? Giờ như vậy kết quả phép chia ở đây sẽ là 273. Giờ mình sẽ ghi kết quả dưới đây nhé. 9009 chia 33 thì sẽ bằng là 273. Và không có dư, đúng không? Giờ tiếp theo là 9276 chia cho 39. Giờ mình sẽ đặt tính, dùng tính như thế này nhé. Giờ trước hết mình sẽ lấy 92 mà chia cho 39 thì sẽ được 2, đúng không?
Sau đó mình nhân lên 2 nhân 9 là 18, viết 8 nhớ 1. 2 nhân 3 là 6 với 1 là 7, như vậy kết quả sẽ là 78. 2 nhân 39 sẽ 78. Mình sẽ lấy 92 trừ 78 nhé. Giờ 2 trừ 8 không được, mình lấy 12 trừ 8 được 4, viết 4 nhớ 1. 7 khi 1 là 8, 9 trừ 8 còn 1, như vậy kết quả phép chơi sẽ là 14. Hạ số 7 xuống được, mình sẽ được là 147. 147 mà chia cho 39 thì khoảng được 3, đúng không? 3 nhân 9 là 27, viết 7 nhớ ha. 3 nhân 3 là 9, khi 2 là 11, thì kết quả phép nhân lên sẽ là 117, 117 đúng không? Mình sẽ lấy 147 trừ 117 nhé. Giờ như mình thấy đây là 7 trừ 7 bằng 0, 4 trừ 1 bằng 3, như vậy là 30 đúng không? Hạ số 6 xuống, mình sẽ được là 306. 306 mà chia cho 39 thì khoảng được 7 đúng không? Vì 7 nhân cho 3 là 21 đúng không? Giờ mình sẽ nhân lên, 7 nhân cho 9 là 63, viết 3 như 6, 7 nhân 3 là 21, viết 6 là 27, như vậy là 273. Như vậy kết quả nhân lên sẽ là 273. Mình sẽ lấy 306 trừ cho 273 nhé. Giờ mình sẽ thực hiện bước trừ chỗ này. 6 trừ 3 được 3. 30 trừ 27 thì cũng được 3. Như vậy kết quả sẽ là 33. Giờ như vậy mình sẽ ghi kết quả đây. 9276 chia cho 39 thì sẽ bằng là 237 và dư 33 đó nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nhé. Giờ tiếp theo là câu số 2. Tính giá trị của biểu thức. Câu A, 4.237 x 18 trừ cho 34.578. Như vậy biểu thức này mình thấy có phép nhân phép trừ. Thì mình nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau, như vậy mình thực hiện phép nhân. Nhân trước giờ sau đó mới thực hiện phép trừ đúng không? Rồi câu số 2 này cũng đơn giản, thì sẽ làm câu số 2 luôn nha. Như vậy trước hết mình sẽ viết là cái đề nè. 4.237 nhân cho 18 trừ cho 34.578. Mình sẽ thực hiện phép nhân trước đúng không? Mình sẽ lấy 4.237 nhân cho 18. Rồi cái chỗ này thì các em sẽ lấy nhép nhân nha. Giờ mình nhân thôi. Thầy sẽ tính với bài nhép. Thầy sẽ không hướng dẫn các em cách nhân vì nó tương tự câu 1 không nay. Mình sẽ lấy 4.237 mình nhân cho 18 thì kết quả sẽ là 76.266 đúng không? Trừ cho 34.578 viết lại. Giờ chỗ này mình sẽ thực hiện phép trừ thôi. Mình sẽ lấy 76.266 trừ cho 34.578 thì sẽ bằng là 41.688 đúng không? Giờ tương tự thôi. Tiếp theo là 8.064 chia cho 64 và nhân cho 37. Giờ ở đây mình thấy là có phép chia và phép nhân. Như vậy là nhân chia là cùng cấp, như vậy mình sẽ thực hiện phép tính từ trái qua phải thôi. Như vậy mình sẽ thực hiện phép chia bên trái trước cho mình thực hiện phép nhân bên phải sao. Như vậy mình sẽ lấy 8.064 chia 64 nha. 8.064 mình chia 64. Mình sẽ lấy dưới nhất cho mình chia ha. Kết quả ở đây hay cho kết quả luôn nha. Là 126. Giờ nhân cho 37 viết lại. Giờ tiếp tục lấy dưới nhất cho mình nhân ha. 126 nhân cho 37 sẽ bằng bao nhiêu nè. Sẽ bằng 4.662 đúng không? Giờ tiếp theo câu B luôn nha. 46.857 cộng cho 3.444 chia 28. Giờ như vậy mình thấy có phép cộng phép chia. Nhân chia trước cộng trừ sau, như vậy mình sẽ thực hiện phép chia trước nha. Giờ sau đó mình sẽ thực hiện phép cộng sau. Như vậy là 46.857 dấu cộng viết lại. Mình sẽ thực hiện phép chia chỗ này. Mình sẽ lấy cái giấy nhép cho mình chia nha. 3.444 mình chia cho 28 sẽ bằng bao nhiêu nè. Sẽ bằng 123 đúng không?
Giờ ở đây phép cộng thì các em có thể lấy duy nhất gia tính hoặc nhẩm chỗ này cũng được đúng không? Giờ ở đây thầy nhẩm cho các em xem luôn nha. 7 cộng 3 là 10 với 0 với 1 đúng không? À, 5 cộng 2 là 7 khi 1 là 8 với số 8. À, 8 cộng 1 là 9 với số 9. Rồi, 46 đem qua luôn. Như vậy kết quả sẽ là 46.980 đúng không nào? À, phép cộng thì nhẩm nó sẽ nha dễ hơn đúng không? Còn phép chia nhân hai số hoặc là chia hai số thì mình phải lấy nháp cho mình tính ha. À, 601.759 trừ cho 1.988 chia cho 14. Giờ như vậy mình thấy là có phép trừ phép chia. Như vậy nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau. Như vậy mình sẽ thực hiện phép chia trước. Đúng không nào? Giờ như vậy là 601.759 viết lại, dấu trừ viết lại luôn. Mình sẽ thực hiện phép chia. Giờ lấy dấu nháp cho mình chia nhé. 1988 chia cho 14 sẽ bằng 142. Đúng không? Giờ như vậy chỗ này thì các em có thể tính nháp hoặc tính nhẩm cũng được nè. Thầy tính nhẩm chỗ này cho các em xem luôn nhé. 9 trừ 2 là bằng 7 viết số 7. 5 trừ 4 bằng 1 viết số 1. 7 trừ 1 bằng 6 viết số 6. Đúng không? Giờ còn lại là 601 viết viết lại thôi. Như vậy kết quả sẽ là 601.617 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em là có kết quả giống thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3. Mỗi bánh xe đạp cần 36 năm qua. Hỏi có 5.260 năm qua thì lắp được nhiều nhất là bao nhiêu chiếc chiếc xe đạp hai bánh? Và còn thừa bao nhiêu năm qua? Như vậy ở đây người ta nói là mỗi bánh chiếc xe đạp mỗi bánh xe đạp thì cần 36 năm qua. Người ta hỏi là 5.260 năm qua thì lắp được nhiều nhất là bao nhiêu chiếc xe đạp hai bánh và còn thừa bao nhiêu chiếc năm qua. Như vậy là trước hết mình sẽ tính xem mỗi chiếc xe đạp thì cần bao nhiêu chiếc năm qua đúng không? Bằng cách lấy 36 nhân cho 2. Vì một chiếc xe đạp cần hai cái bánh. Sau đó mình sẽ lấy 5.260 chia cho số năm qua của một chiếc xe thì sẽ ra số chiếc xe đúng không? Và còn lại là thừa bao nhiêu chiếc đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 3 nha. Như vậy là trước hết mình sẽ tính xem mỗi xe đạp cần số năm qua là bao nhiêu nha. Mỗi chiếc xe đạp cần số năm qua là như vậy mình sẽ lấy 36 nhân 22 đúng không? 36 nhân 2 thì bằng 72. Như vậy kết quả sẽ là 72 năm qua. Giờ sau đó mình sẽ thực hiện phép chia. Mình sẽ lấy 5.260 chia cho 72 nhé. Thực hiện phép chia. Ta có giờ như vậy mình sẽ lấy 5.260 chia cho 72. Giờ mình sẽ lấy nháp cho mình chia nhé. Như vậy là 5.260 chia cho 72 thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 73 đúng không? Dư mấy nè? Dư 4 đúng không nè? Giờ như vậy mình sẽ kết luận chỗ này. Vậy là mình sẽ lắp được nhiều nhất là 73 chiếc xe đạp và dư còn thừa là 4 năm qua đúng không? Vậy lắp được nhiều nhất là 73 chiếc xe đạp và thừa 4 năm qua. Giờ đáp số luôn nha. Giờ 73 chiếc xe đạp thừa 4 năm qua. Đúng rồi. Giờ như vậy mình xong câu số 3 nha.
Giờ câu số 3 của em là có kết quả giống thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khá hay giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy liền bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy liền nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.